Cái trung tâm này là cái trung tâm mà đồ bán quyên góp, giống như là ai không có cần đồ thì đem ra đây quyên góp, rồi xong rồi họ thu mua là họ bán lại giống đồ cũ hay sao mình không rành nữa. Để vô coi thử coi, đồ thu mua người ta không cần người ta cho quyên góp, mấy người quyên góp xong cái đây họ cần thì họ bán lại đồ cũ, cũng hay ghê đó. Quá trời đồ luôn, đồ cũ bán rẻ ghê luôn. Đây đồng hồ, khu này là đường 41 của trung tâm Donation Center vậy. Người ta không đeo nữa, cái này ta đem ra bán là đồ cũ rồi. Khu này đúng đồ cũ luôn nè. Bên đây nó gọi là donation chứ, đừng có sạch mà Âu gì đó, Âu second hand thua luôn. Phải sạch là donation center hoặc là donate things enough money gì đó, kiểu vậy. Ồ, rộng quá trời luôn, nhiều dãy bên kia nữa. Để qua bên kia coi thử ra đây hả. Mấy quầy counter đập giọng bị rồi. Mấy cái quấy, mấy cái nón gì kìa không rẻ, có con đồng mà trời. Trời, còn phim nữa. Cũng có con đồng luôn, cái gì cũng đồng hết rồi. Có mấy cái lọ này hơi mắc hơn xíu. Ồ, được quá trời, bán nè, đồng mấy, hai đồng, đồ cũ mà. Đồ ta không xài, cái ta đem ra bỏ, cái bán lại, đưa giá lên bán. Tôi được quá trời luôn. Nhìn cũng còn mấy ton, nhiều hàng mới. Hay ghê á. Tiết kiệm đồ là ra đây là ngon lành á. Ừ, đồ điện luôn nè. Ôi, đủ hết. Ôi, đâu phải đi siêu thị mua đồ mới, y chang như siêu thị đồ cũ luôn. Hay thật. Ô, lọc lại, cho vô như đồ mới luôn, tuyệt vời chưa. Ô, dĩ dần 5 đồng. Đã quá ta. Ô, bình nước luôn.